Phong Thủy Gia Cát xin kính chào quý vị khán giả. Lời đầu tiên thay mặt thầy Gia Cát cùng ban biên tập của chương trình xin kính chúc quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, tuổi Đinh Tỵ 1977 là những người khôn ngoan, khéo léo và mạo hiểm. Họ sống giàu tình cảm, có đời sống nội tâm khá phong phú, lãng mạn và luôn khiến người khác bị thu hút bởi vẻ đẹp, sự uyển chuyển của mình. Tử vi tháng 9 cho thấy công việc làm ăn của tuổi Đinh Tỵ đang rất trôi chảy và thuận buồm xuôi gió do được tam hợp cục với lệnh tháng. Vậy nên trong tháng 9 có tài lộc và có nhiều tin tức tốt đẹp về tiền bạc. Do được quý nhân giúp đỡ nên mọi vấn đề liên quan đến tiền tài bạn nên giải quyết một cách nhanh nhẹn, thẳng thắn và sòng phẳng. Tháng 9 âm lịch là tháng cực kỳ tốt đẹp với những người tuổi Đinh Tỵ nên bạn cần phải nắm bắt được điều đó để giúp cho mình có được những thành công rực rỡ về tiền bạc cũng như có được nhiều cơ hội thăng tiến và làm ăn trong tháng 9 âm lịch. Sự thành công của người tuổi Đinh Tỵ trong tháng 9 sẽ vang dội như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 trong tháng 9 âm lịch năm 2022. Đinh Tỵ sinh năm 1977 là người có khả năng giao tiếp giỏi, năng động, sôi nổi. Họ cẩn trọng, thích những thứ hoàn hảo, hoa mỹ và có một gu thẩm mỹ tinh tế. Họ có thể công khai bày tỏ quan điểm của mình và áp đặt điều đó cho người khác. Đinh Tỵ là con giáp có khả năng thay đổi quan điểm của những kẻ cứng đầu nhất. Những người sinh năm Đinh Tỵ thường trời phú cho ý chí mạnh mẽ, trí tuệ thông minh, khả năng tính toán và một tầm nhìn xa trông rộng. Với đôi mắt sắc sảo, luôn tìm kiếm cơ hội giúp họ nhanh chóng tạo lập vị trí vững chắc trước khi ai đó kịp ngăn cản họ. Theo phong thủy Gia Cát, người tuổi Tỵ là những người rất tinh ý, thông minh, có điều kiện thành gia chủ trí giả, nhà kinh doanh đầy mưu kế. Bản thân họ cũng là người có năng khiếu về nghệ thuật. Người tuổi Tỵ là người có tính độc lập rất cao, ít khi chịu phụ thuộc vào người khác. Họ giao tiếp không rộng rãi, tính rất cẩn thận và thậm chí khi nghe và tin người khác bởi bản tính đa nghi của người tuổi Đinh Tỵ. Họ cũng là một người rất hài lòng với cuộc sống của mình, thích sự hài hước. Tháng này với tuổi Đinh Tỵ vận hạn tốt đẹp trong mưu sự và tiền bạc. Tuy nhiên, nam mạng nên cẩn thận về tiền bạc, chớ tin người, cần đề phòng giấy tờ và vật có giá, tình cảm gia đạo an vui. Nữ mạng tuy có âm phù dương trợ nhưng do vận xấu, chưa thực hiện được các mưu sự mới. Thời điểm này bạn cũng có nhiều cơ hội để khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong công việc, có cơ hội được thăng chức, tăng lương, lãnh đạo cất nhắc. Cũng có thể nhờ cách ứng xử khéo léo và thành tích trong sự nghiệp, bạn sẽ gặp được cơ hội đầu tư, kinh doanh đáng cân nhắc. Các mối quan hệ phát triển khá tốt đẹp, bản mệnh có thể nhận được sự chú ý của nhiều người xung quanh, trong đó có cả quý nhân. Xét về thiên can, Đinh âm hỏa gặp canh dương kim nên gọi là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong tháng này bạn cần chú ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng ngoài ra, làm việc với cấp trên cần khôn khéo, tránh bị áp chế sắp đặt ảnh hưởng đến công việc. Thứ nhất về sự nghiệp quan vận, xem tử vi cho thấy người tuổi Đinh Tỵ có nhiều cơ hội được thăng chức, tăng lương trong tháng này. Bạn chỉ cần dựa vào sức của chính mình, không ngừng quyết tâm cố gắng vượt qua khó khăn thì sẽ chinh phục được lòng tin của lãnh đạo và đồng nghiệp. Tuy nhiên cần phải chú ý rằng để đạt được thành công như mong đợi, bạn cần phải cố gắng hơn mọi người rất nhiều. Đôi khi bạn còn có thể rơi vào tình trạng lao lực vất vả. Ngoài ra, bạn có thể bị tiểu nhân hãm hại, gièm pha, khiến bạn khó có thể thể hiện được khả năng thực tế của mình để lỡ mất nhiều cơ hội học hỏi và thăng tiến. Hãy hết sức bình tĩnh, chớ nghĩ đến việc làm hại người khác, bởi làm vậy là có hại cho chính mình. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sự nghiệp, sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chi chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Đinh Tỵ để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, theo tử vi tài lộc tuổi Đinh Tỵ năm 2022, tài chính của người tuổi này không có nhiều biến động trong tháng 9 năm 2022 âm lịch. Gia chủ vẫn duy trì được mức lương từ trước tới nay. Nếu đạt được thành tích xuất sắc trong công việc, có thể nhận được thêm những khoản thưởng nóng hoặc là tăng lương. Người làm đầu tư, kinh doanh hoặc buôn bán bất động sản cũng có cơ hội thu lời từ số vốn bỏ ra trước đó. Bạn cần nhanh chóng nắm bắt những cơ hội xuất hiện trước mắt mình.
Tuy nhiên, bản mệnh cần suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra những quyết định đầu tư, tránh tình trạng bị tiểu nhân hãm hại, gièm pha để lỡ mất một cách đáng tiếc những cơ hội phát triển. Bản mệnh tiêu nhiều tiền cho những thói quen phù phiếm, những sở thích có phần hào nhoáng quá mức, không thích hợp với điều kiện hiện tại của bản thân. Con giáp này cần phải lập lại kế hoạch tài chính cho mình, giảm bớt những chi phí không thích đáng. Cần phải nhìn xa trông rộng, đừng dễ dàng thỏa hiệp bản thân. Đừng dễ dàng thỏa mãn bản thân mình mà về sau lại phải hối hận. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân tị dậu sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tử vi tháng này cho thấy tháng 9 âm lịch có thể có một số việc ngoài ý muốn xảy ra nếu người tuổi Đinh Tị không cẩn thận. Đây là điểm báo tai nạn bất ngờ. Khi làm việc, bạn không được làm quá sức, khiến khả năng tập trung bị giảm sút, dễ bị sai giấy tờ. Hơn nữa, khi xuất hành xa cũng phải cẩn trọng, nếu có thể thì nên để người khác cầm tay lái. Để tinh thần ổn hơn thì bản mệnh nên dành nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi. Không những vậy, bạn cũng nên nghiêm túc xem lại và điều chỉnh chế độ ăn uống, tập luyện. Các gia chủ Đinh Tị hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Đinh Tị. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Năm 2022 là năm khá đào hoa với người tuổi Đinh Tị. Người độc thân nên nhân cơ hội này để mở rộng các mối quan hệ của mình. Bạn nên cho người khác cơ hội được tiếp xúc gần gũi với bản thân. Đồng thời nếu đem lòng yêu mến ai thì nên chủ động tiếp cận, chủ động bày tỏ, không nên để lỡ mất thời cơ tốt. Với những người đã có gia đình, vợ chồng bạn biết cách bao dung và lắng nghe nhau nhiều hơn, vậy nên số lần tranh chấp, mâu thuẫn có dấu hiệu giảm dần. Bạn biết quý trọng gia đình của mình và luôn cố gắng hết sức để gia đình ngày càng tốt đẹp hơn. Tổng quan tháng 9 âm lịch năm 2022, tháng Canh Tuất năm Nhâm Dần, tháng 9 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ ngày 1 tháng 9 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 9 năm 2022, tức ngày 26 tháng 9 năm 2022 đến 24 tháng 10 năm 2022 dương lịch. Tháng 9 Canh Tuất có nạp âm là Thoa Xuyến Kim, tháng Tuất Lục Hợp Mão, Tam Hợp Dần và Ngọ Thành Hòa Cục, xung Thìn, Hình Mùi, Hại Dậu, Phá Mùi, Tuyệt Thìn. Đối với những người tuổi Đinh Tị trong tháng 9 âm lịch cần tránh các ngày sau. Ngày âm lịch là ngày 6 tháng 9, tức ngày 1 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Hợi, có nạp âm là Ốc Thượng Thổ. Ngày âm lịch ngày 18 tháng 9, tức là ngày 13 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Hợi, có nạp âm là Bình Địa Mộc. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi các mệnh chủ tuổi Đinh Tị. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Đinh Tị trong tháng 9 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 3 tháng 9, tức là ngày 28 tháng 9 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Thân, có nạp âm là Tuyền Trung Thủy. Ngày âm lịch ngày 15 tháng 9, tức ngày 10 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Bính Thân, có nạp âm là Sơn Hạ Hỏa. Ngày âm lịch ngày 27 tháng 9, tức ngày 22 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Thân, có nạp âm là Đại Dịch Thổ. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu: họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về tử vi của tuổi Đinh Tị trong tháng 9 âm lịch. Hy vọng thông qua những kiến thức này sẽ giúp quý vị có những hành trang vững chắc để bước vào tháng 9 âm lịch với nhiều thành công và may mắn. Cuộc sống đôi khi có những khó khăn là để thách thức chúng ta lớn lên, vậy nên quý vị đừng quá bi quan vào cuộc sống mà hãy vững bước tiến lên hoàn thành sứ mệnh của mình nhé. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Quý vị đừng quên đăng ký kênh là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.